Ok, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Điện Máy An Gia tiếp tục lên video này. Thì video này bên em sẽ giới thiệu cho bác một con máy lọc không khí Panasonic nhé. Đấy, trước mắt là con máy lọc không khí Panasonic VC55XL. Đấy, con này là date 2018 mọi người nhé. Máy là hàng nước, đẹp gần như mới, hàng nguyên zin nhé. Bên em không chơi hàng sơn. Những con máy này là con cao cấp nên bên em sẽ không lấy hàng sơn. Đấy, con này thì công suất của nó là 53W và dùng cho phòng được khoảng 35m2 đổ lại. Nói chung là thiết kế nhỏ gọn đẹp, nói chung là con này là con cực kỳ đẹp. Nếu mà nói về hình thức thì không con nào trên thị trường bây giờ đẹp hơn con Pana này, nếu mà cho phòng khoảng 35 mét vuông đổ lại mọi người nhá. Đấy, tính năng thì có tính năng lọc không khí này, đấy, khử bụi này, bù ẩm này. Con này có bù ẩm mọi người nhá, đây bù ẩm đây, đấy, bình nước này. Nói chung là máy móc thì bên em đã chuyển điện rồi, vệ sinh test kỹ rồi. Đấy, đây máy là hình thức là nguyên zin 100% nhá, không sơn không ủ mọi người nhá. VCF55XP date 2018, công suất của con này là 53W, dùng cho phòng độ khoảng 35m2 đổ lại. Hai cánh vẫy tất nhiên rồi, dòng này chỉ có 25 cánh vẫy thôi. Nói chung dòng 55 thì chưa bao giờ là dòng mà dòng là gọi thực ra là rất là hiếm và không có nhiều. Đấy. Con này thì có cảm biến bụi này, có cả bụi mịn PM2.5 này, độ ẩm các thứ cảnh báo này. Đấy. Máy thì bảo được bên em test rất là kỹ. Thì bác nào có nhu cầu về con máy là không khí Panasonic 55XP đến 2018 dùng cho 35 mét vuông đổ lại thì liên hệ bên em nhé. Đấy, máy rất tuyển và đẹp luôn. Nói chung là con này thì không thể chê được, nguyên zin không sơn không ủ. Đấy, hàng nước rất là đẹp. Đấy. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Và bác nào có nhu cầu thì liên hệ bên em nhé. Con này hiện tại em đang bán còn một con màu đen nữa. Đây, con màu đen em chưa bóc ra. Đấy, còn con màu trắng em bóc ra. Em đang có một đôi như này. Đấy, hàng này thì không có nhiều. Bọn em đã ngò mãi được, bắt đầu từ đợt này bọn em sẽ nhiều về nhiều hàng này. Rồi, cảm ơn mọi người.